Anh ta là bị tan nát của lòng đó. Mọi người ra ngoài mấy hôm, anh đều như vậy. Cha nó à, tôi nhớ là Tiểu Lục Nhì là người cái gì mà mấy mấy có thể sinh sản sao? Đây cũng là vấn đề. Chào mày à, đủ rồi. Tại sao? Sau khi đến trái đất thì anh vẫn luôn bị thua, có lẽ là đang hoài nghi nhân sinh. Gió hôm nay ồn ào quá, nhưng mà cơn gió này đang khốc thậm. Cảnh tượng này ảnh hưởng tới thị giác của anh à. Thua nên không quan tâm à. Ta chính là tên Hề. Ta biết người đến an ủi ta, tôi dẹp cái đó đi. Ta không cần người phát lòng từ bi. Ta chỉ đến để xem mấy cái giò nhân loại của ta có bị hỏng không. Anh vẫn không thành thật. Luân hồi bao năm qua, bao nhiêu kiếp, sớm thì đã giác ngộ mới đúng chứ. Người không còn quan tâm ta. Ta chỉ là người qua đường trong thế giới này của người thôi. Ta cũng chẳng muốn quan tâm gì anh. Đối với tôi mà nói thì là người hữu ích. Gặp anh gặp tôi thì mới biết cuộc sống của tôi còn có loại khả năng khác. Vì vậy tôi không muốn làm anh thất vọng như vậy. Đúng thực là không cách sáo. Anh không còn phải hoài nghi nhân sinh. Tôi có thể chắc rằng anh là kẻ mạnh, chỉ là kẻ mạnh không não. Người mới không não uy. Tiêu ngài à, mau đi. Đừng có làm phiền người khác yêu đương. Hồi giả biến thái. Nè nè nè, nói cái gì thế? Tao đánh người đi. Kệ họ đi. Anh xem anh dễ kích động như vậy, động một chút là tức giận. Trạng thái như thế thì dễ bị người ta chiếm tiện nghi trong lúc chiến đấu. Thế giới này không tồn tại vô địch, chỉ có não và không có não. À vậy thì ông thầy đầu trọc đó không phải là vô địch hay sao? Cho dù là ông thầy đầu trọc thì cũng không đánh thắng cùng mũi. Tôi hỏi anh, đối với cái con chuột con dồi thì có phải là loài động vật khổng lồ không? Có phải mạnh hơn nó không? Điều này không phải là đương nhiên hay sao? Ưu điểm của chuột là nhanh nhẹn, trong khi ưu điểm của dồi là to lớn. Nhưng mà ưu điểm của voi là trở thành nhược điểm khi bắt gặp chuột, rất dễ bị chuột trêu chọc. Nên nhau thì phải dựa vào cái đầu. Nhưng chỉ chứng minh rằng con voi đó không đủ mạnh thôi. À, có một số chuyện anh phải tự mình tìm hiểu. Tóm lại thì tranh thủ lúc gió chưa lớn thì mau chóng quay về đi. À, câu nói này quen quá, rốt cuộc là xảy ra lúc nào ấy nhờ? Mời đi bên này. Thiên tầm đại nhân có khách tới. Không gặp. Tiền khách đi, đừng có làm phiền đấy. Thì này mà cũng phải dập má. Phòng ma vậy? Ồ, đến ta cũng không gặp à? Anh lén đến tiền mềm, không sợ hiệp hội biết sao? Anh gặp em ruột, sao phải tránh né? Có chuyện gì? Anh sẽ không đặc biệt đến đây để dạy dỗ em đây chứ? Bà đi. Đang xem gì thế? Gần đây em muốn chụp một ít ảnh tuyên truyền cho nam nữ già trẻ trong tổ chức. Không ngờ người xét duyệt nền tảng nói rằng ngực vượt quá sài bờ hoặc là lộ ra đường sự nghiệp đều không được thông qua. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Lấy ví dụ em gái này, người ta thích mặc trang phục như vậy thì có nguy hại cỡ nào? À, chẳng lẽ mặc như vậy thì có thể gì, có thể dây sao chứ? Bản thân nền tảng cũng không phân cấp, còn tránh ngược lại là nhà sáng tạo bên bọn em. Đặc biệt nhất là không biết giống hồng nào nhìn em không thuận mắt. Còn báo cáo em xíu chút nữa là em bị nền tảng khóa nứt rồi. Ai mà nhầm trái như vậy? Người có khả năng ở hiệp hội các anh cũng không tốt hơn là bao. Tỏ vẻ chính nghĩa. Bỏ đi, em nói những lời nói này, kiếm việc thì kiếm việc, không tôn trọng trải nghiệm của người dòng sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo. Từ nhỏ em đều như vậy, trước mắt cái trước này trước mắt cái kia, một đống tuổi rồi còn đi so đo với bọn trẻ. Sống ở thời đại nào rồi còn thích nghi với thời đại đó? Dù cuộc là anh đến đây làm cái gì? Em nói cho anh biết, nếu như em đến rằng vậy thì anh nghĩ cũng được nghĩ. Nếu như còn chỉ đến thăm người em trai ruột này thì em có thể dùng công uống anh 2 ly. Em ầm ĩ đủ rồi đấy. Em vừa nói rồi, nếu như anh đến đây làm công tác tư tưởng cho em thì bỏ đi. Đạo bất động thì bất tường vì mù. Đạo bất động chính đạo đường hoàng, còn lối em không đi, cũng phải phóng hỏa giết người mới được à?
Chuyện nhà họ Viền là em làm có phải không? Bằng chứng đâu? Anh cũng phải đến núi bây giờ là soi pháp trị hay sao? Anh lấy bằng chứng ra coi. Người dưới trướng em phạm tội, anh có bằng chứng thì cứ đi bắt đi. Đỡ có nói gì đến tình nghĩa quỳnh đệ, chuyện gì cũng có phải bằng chứng. Năm đó hiệp hội muốn loại bỏ Đoàn Thượng Bạo Thực, trưởng quản của thủ hạ em. Bọn em làm gì với thủ hạ của anh? Trong tầm chúng ta đều có tính toán. Bạo Thực à? Chuyện mà hắn ta làm thì trách anh thì có ích gì? Nói như không phải là cái ý tứ của em thì Bạo Thực dám nói. Thiên Tầm, chúng ta đều là những lão già gần đất sách trời rồi. Thế giới của người trẻ tuổi em xen vào làm cái gì? Thế giới của người trẻ tuổi sao? Đây là thế giới mà quỳnh địa chúng ta tạo nên. Em chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Thiên Tầm, thế giới này đã bắt đầu thay đổi rồi. Em cũng nên chú ý đến chàng trai trẻ tên là Hứa Tiêu Vàng. Anh cũng chỉ nở tình huynh đệ mà nhắc nhở em để ngon ngon làm người đi. Muốn nghe anh thì nghe, không muốn nghe thì anh cũng không nói nữa. Hội trưởng Thiên Cơ, nếu như anh đã xác định Bạo Thực là ý tứ của em mà lại không bắt em, thì rõ ràng chính có nghĩa là anh cũng mấy thần chân tình thực ý vậy. Áp lực mạnh thiệt. Áp lực mạnh thực. Nếu như về sau có thể xảy ra chuyện gì không có vãn được, hy vọng mình cũng sẽ không gặp phải ông ấy. Biết là bỏ mình, thế giới này càng náo loạn. Cứ thừa nhận đi, có phải là tốt hơn không? Người mấy trăm tuổi đúng là không thành thật. Đúng là người vô gì thao nào, lương phàn không nhiều bằng mình. Hội trưởng Tiên Cơ, trước không cần về hiệp hội đến nhà Hứa và Tiêu Vàng. Dừng. Cái đám người đó chắc không kìm nén được nổi rồi nhỉ? Lúc chị gái tôi còn sống thì tôi và chị gái cũng đã thích đi ngồi ô dã ngoại. Chị ấy rất thích nằm ở trên bãi cỏ ngắm bầu trời. Chị ấy nói chị ấy là muốn biến thành mây trên bầu trời, nhàn nhã cùng gió là được. Thật ra thì tôi cũng không muốn báo thù cho nhà họ Viên. Gia tộc như vậy, hồi trước tôi hay nghĩ nếu như bị loại bỏ thì tốt. Không ngờ nguyện vọng này lại thành sự thật. Nhưng mà chị gái tôi là một người tốt, chị ấy nên được sống. Có phải là muốn nói với tôi điều gì không? Không phải anh đọc được suy nghĩ của tôi sao? Anh dùng năng lượng là biết rồi. Mọi người đều không thích bị nhìn thấu suy nghĩ. Tôi cũng không muốn biết đưa bí mật mà tôi không nên biết. Biết càng nhiều thì càng dễ mất mạng. Thì dần anh mà như vậy sẽ sống rất lâu đó. Thật ra nhà họ Viên luôn lấy người làm vật thí nghiệm. Sương đêm gì đặc này, đừng có chơi trò vô vị nữa. Dương Nhất Hàm đâu? Gọi cô ta ra. Giờ chết rồi. Người đến bất thiện. Tiểu thư Nhất Hàm không có nhà. Mời cái vị về trò. Không có nhà. Xem ra các vị đến là bắt lỗi. Nếu như vậy thì các người hãy bước qua sát cô ta trước. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ui, tại sao? Tại sao lại như vậy? Chị à, bọn họ tại sao lại dám làm như vậy với Vương Thúc? Nhất Hàm, Nhất Khả, ông ta đã chết đâu? Chìm ra tôi tự chuẩn bị dự án cho mình lại không có đất giống gió rồi. Đại trạch nhà họ Vương mất rồi. Đại trạch trầm nằm đã bị phá hủy. Được tại tôi năng lực không đủ. Tiểu thư à, tôi xin lỗi ngài, xin lỗi lão già phu nhân đã mất. Vương Thúc à, đây không phải là lỗi của ông, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông. Đau quá. Đúng vậy đó, tiếng hét của ông cũng chính là tiếng lòng đang gào thét của tôi. Tiểu thư à, tôi đau thiệt đó. Tôi biết mà, tôi cũng rất đau lòng. Vương Thúc à, ông ổn tĩnh là đi, đừng có dọa tôi.
mình có thể xác định rằng Vương Thúc có thể có tâm thù đại hận với Vương Nhất Hàm. Nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay nhanh tới như vậy. Đáng nhẽ là em nên ở nhà. Chị đã sớm bảo rồi, ôi môn tà đạo không giúp cho nhà họ Vương, đã suy sụp đầu, đúng là tự lấy đá đập cho mình. Trong được lần này, nhưng chỉ còn bọn họ không tha cho em, thì em sẽ luôn bị bọn họ chiếm tiện nghi. Nhà Âu Dương phát thông báo rồi. Thông báo gia tộc Âu Dương chính thức tuyệt vọng với gia tộc Vương Thị. Về sau hai nhà không liên quan gì nữa. Tộc Vương Thị không hề liên quan gì tới Vương tộc Âu Dương nữa. Thông báo đặc biệt gia tộc Âu Dương. Xem ra muốn vạch rõ ranh giới với Vương Thị rồi. Đơn gia nhà Âu Dương già cũng đâu đầu đây. Câu mà còn không được. Xin lỗi, đâu là do em. Nhật hả? Em không lỗi làm gì. Cũng nhận về mình, không trách em. Cho dù thế hệ này của chúng ta đã dựa vào liền hồn để tiếp tục tồn tại đi nữa, thì thế hệ sau thì sao? Thế hệ sau nữa thì sao? Cũng không thể làm con rối mãi chưa. Tóm lại em không sai. Đó là do lỗi của chị. Là do chị ánh mắt thiển cận là hại đến mọi người. Chị, nếu như bọn họ đã tiền chiến rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải ứng chiến. Chị họ, mọi người qua đây xem nè. Em liên kết điện thoại với TV rồi đây. Đài trạch cũ của nhà viện vào lúc này bị cháy có phải là trùng hợp quá không? Cái nhà đó từ lúc sự kiện này xảy ra sớm đã không có ai đến đấy rồi. Chỉ còn dẫn đường điện ngắn gì đó thôi chứ nhỉ. Đã nói là lâu rồi không có ai ở, đáng nhẽ là phải cắt điện rồi chứ. Làm sao mà để cho chập mạch điện gì hóa rồi hoàn được. Chắc chắn là lửa này là do người đốt. Theo như kinh nghiệm làm tình báo bao năm của em, thì trận hỏa hoạn này là muốn che giấu gì đó. Nhà họ Vương bị thầy tẩy, đã trách nhà họ Viên bị cháy. Chắc là còn có chuyện gì khác. Vừa nãy em vừa nhận được tin tức liền để phòng tình báo đi điều tra rồi. Nói như điều là do thần hay chi tử làm, thì tại sao bọn họ phải làm như vậy? Vả lại tại sao làm cùng lúc? Tiêu Cơ, tôi ngồi ở chỗ của ông sẽ tức giận chưa? Đừng có gọi là Tiêu Cơ, gọi là Tả Diệp hoặc là Thiên Cơ đều được. Thích ngồi chỗ nào thì ngồi. Hiệu ứng làm mờ và thanh hoàng trong truyện tranh của chỗ các người đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng cái gì cũng không có. Có cần phải làm đến mức này không? Máu màu xanh lục đều là hết à? Thực tế thì hóa cho những sự tồn tại khách qua, việc gì phải mỹ hóa cho chúng? Việc này không liên quan tới ta. À đúng rồi, không lâu trước đó chỗ của các ông xuất hiện điểm tọa đồ ổn định hơn một giờ đồng hồ bị biến mất. Ông phái người đi điều tra chưa? Điều tra rồi. Thiên Tầm lại làm cái trò quỷ gì không biết. Em ấy rốt cuộc là muốn che giấu điều gì? Hôm tụ họp nhóm trùm đầu, xem các người ai lợi hại hơn ai. Để đánh. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ căn bản là không hề đến nhau. Như vậy có nghĩa là cô gái đó giả mạo dành anh trai trùm đầu sao? Nè, còn đến nữa hay còn đi? Đó là Đình Dị đưa tòa độ. Ta liền cho người đi điều tra rồi. Trong tòa độ chính là tạ giáo chủ tà giáo đã bị thủ hạ tiêu diệt rồi. Chính xác là bị Hứa Tiêu Giang của Hắc Tạp tiêu diệt. Xem ra đối phương không mạnh bằng Hứa Tiêu Giang. Có phải chúng ta đã đoán sai tòa độ rồi không? Bị tiêu diệt à? Thủ hạ của ông? Hoặc là giờ có thể là điểm tòa độ đó bất ngờ xuất hiện ở đây thôi. Hoặc là không có gì đặc biệt. Tiêu Cờ, lời này của ông giống với lời ông nói. Đó chỉ là phòng đoán của lão phù. Nếu như cô Vivera còn nghi ngờ thì có thể tiếp tục thăm dò. Cũng không phải là buổi họp chính thức, tám chuyện đi thôi. Tiêu Cờ, sao ông lại nói thế làm gì? Đừng có gọi ta là Tiêu Cờ. Đưa tôi được thôi. Nếu đã như vậy thì tôi phải tự mình đi thăm dò rồi. Bắt đầu từ vị thủ hạ đã đánh bại người trong điểm tọa độ đi. Dừng lại đi, đi đi lại lại. Hơn nửa ngày rồi. Nhớ ra cái gì chưa?
Nè nè, cảm ơn. Nhớ được mấy cái không quan trọng lắm, hoàn toàn không liên quan gì tới vụ hỗn loạn. À đúng rồi, hai hôm trước anh có nói với tôi là nhỏ họ Viên đang chết à? Xin lỗi nha, tôi đã dừng lại từ đấy. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Không sao, mọi chuyện đúng thật là như vậy. Nhỏ họ Viên tuy là gia tộc dì nàng Hợi Lội, nhưng mà vốn dĩ cấp bậc của chúng tôi chỉ từ level 3 đổ lại, thiên phú bình thường. Sở dĩ chiếm được chỗ đứng trong hàng ngũ các gia tộc dị năng chính là bởi vì phương pháp huấn luyện tộc nhân có kinh nghiệm khác. Từ trước đến giờ không coi người trong gia tộc là người bị diệt cũng tốt. Vì vậy phương pháp huấn luyện này có liên quan đến sự sốc điện mà anh tự gây ra cho mình vào hồn anh đấu với thiên tinh, có vậy không? Thật là buồn cười. Rõ ràng tôi đã rất ghét phương pháp này. Không phải anh nói là không ở hiện trường hay sao? Sao anh lại biết? Ây da, nhớ nó rồi quên mất thiết lập của mình. À, chị nói về anh ấy đấy. Chẳng trách. Bí pháp gây sốc điện này có phải là tác dụng phụ không? Ban đầu là có. Ban đầu. Thật ra tôi đã đọc qua vài bài báo cáo khoa học, giới khoa học đã và đang chứng minh dòng điện kích thích sự phân chia và sinh sôi nhanh chóng của tế bào được kích hoạt dị năng. Nhà học viên đã nhận ra điều đó từ hơn trăm năm trước. Hơn trăm năm trước, sử dụng kỹ năng này đã phải trả giá bằng tuổi thọ. Nhưng mà gia chủ từ đời nào đã đột nhiên cải thiện bi pháp? Tuy sau khi sử dụng tổn thất hại đến cơ thể, nhưng mà ít nhất thì nó không rút ngắn tuổi thọ. Nói như đã cải thiện rốt cuộc là có ý gì? Nghe giọng điệu của người, sự việc chi tiết của câu chuyện ngày xưa chắc không phải chỉ là lớp truyền thôi, có phải không? Tôi chỉ biết mọi việc này, tóm lại là nhà họ Viện chưa bao giờ dính líu tới chuyện thiên tài. Nhưng mà để duy trì bộ dạng tới hiện giờ dối này, thì họ đã bức hại và làm tổn thương tộc nhân của mình. Điều này khác gì so với nhóm tà giáo kỳ đâu. Nhớ vụ nước thánh tối hôm đó chưa? Lúc cậy nói rằng, có thể đạt được dị năng bằng cách uống nước thánh. Nó có giống với sốc điện của anh không? Nếu như cái tác dụng của nước thánh là thật, thì nó sẽ có tác dụng lên các tế bào. À, em nhớ ra rồi. Tiêu Giang, anh còn có nhớ lần em thôi miên anh trước khi đào tạo không? Ở hiệp hội, mặc dù đó là thôi miên tạm thời, nguồn năng lực của anh, nhưng mà trời nguyên lý thì nó cũng có tác dụng lên tế bào và thần kinh. Nhờ họ Viên làm được, nhờ họ Vương thì cũng sẽ làm được. Nước thánh nhờ họ Vương, nhờ họ Viên là luyện tự cơ thể người. Được luyện thành từ cơ thể người. Luyện từ cơ thể người. Chẳng trách. Chẳng trách cái gì? Chẳng trách thần y thí tử chọn em, còn bắt buộc nhà họ Vương liên hôn với nhà Âu Dương. Nhà Âu Dương có nguồn tài chính hùng hậu, có thể cấp vốn cho bọn họ, mà cơ thể người nhà họ Vương vẫn có thể dùng để hỗ trợ họ tu luyện. Vậy thì rõ ràng mỗi chuyện rồi. Vì giờ em cũng không còn đường lùi, liền nghĩ ra một cách ngu ngốc để nhất cả điện hôn. À, người ta chỉ là nhận cơ hội giúp cho Nhất Khả trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi mà. IQ của cô rất đúng là đáng khen. Tôi còn từng là các cô, còn có một thời gian dài nữa đã nghĩ ra cái chuyện đơn giản như vậy. Là cô. Ý dạ, không cần đa để. Cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến tìm anh rồi. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại mà. Nếu như mọi người hứng thú với tu luyện trên cơ thể người, tôi cũng đến góp vui chút. Cô cấu kết với thần hy chi tử. Ngược lại là không, nếu như tôi muốn cấu kết với bọn họ, làm sao có thể dùng nước thánh để nhắc nhở mọi người vụ tu luyện trên cơ thể người chưa? À, là cái tên đối với tôi hôm đó đâu rồi? Học tập cái kiến thức đến nhau trong tam quốc gì nghĩa? Người trời đất quả nhiên là thông minh đó nhờ. Cái người tên là Trường Phi Cá Lý Quỳ này thật là thông minh quá đi. Râu là gì? Lúc khác đi báo Tiêu Giang làm cho mình vậy. Bình tĩnh. Đừng có nghe bọn tà giáo nói linh tinh. Nếu như cô ta biết về chuyện tu luyện trên cơ thể người, thì đừng cho cô ta chạy thoát. Cậu là đứa trẻ mồ côi nhờ họ Viên nhỉ? Nói đi nói lại thì tôi lấy linh cảm việc tinh luyện được thánh từ bị pháp nhờ họ Viên đấy. Cô biết bí pháp nhỏ viến? Cũng gọi là biết đi. Có điều những thứ nồng cốt này đều nằm trên người gia chủ.
Nhưng mà cái tôi còn chính là những thứ đó. Nước tính tu luyện chí hiện tại chỉ là đan dược, chỉ có tác dụng nhất thời, huống chi còn có tác dụng phụ. Ây da, cậu vẫn chưa biết nhỉ? Nhờ hội viên các cậu bị diệt môn là do những thứ nồng cục đó đấy. Cô nói cái gì? Tác dụng lên cơ thể nhưng mà không bị tổn thọ. Lối bí thuật này nếu như bị kẻ xấu nào đó biết thì nhất định sẽ lũ lượt kéo đến, huống chi là thần hy chi tử. Chỉ vì chuyện này, nghĩ thoáng ra đi, ít nhất thì bây giờ còn đã biết sự thật về thảm án diệt môn này. Chỉ vì chuyện này mà chị tôi đã đừng có chạm vào anh ta. Tôi ăn uống anh ta không được sao? Tôi phải giết các người. Tiêu Dẫn, anh muốn làm gì? Anh muốn bảo vệ kế cân bá này sao? Cô ta là kế cân bá đã sử dụng hàng trăm nghìn giáo đồ làm vào thí nghiệm đấy. Anh muốn bảo vệ cô ta sao? Nguyên Triết, bình tĩnh lại đi. Tôi còn việc muốn hỏi. Bắt lại đánh một trận, rồi hãy nói tiếp. Dừng tay đi, ít nhất thì phải hỏi rõ, rồi hãy động thủ. Em trai nhỏ à, gặp chuyện mà kích động như vậy thì giới bị thiệt làm đấy. Thì tôi không thể cảm nhận được tâm trạng muốn báo thù của anh. Nhưng dựa vào góc độ khoa học mà nói thì dựa vào năng lực của anh mà muốn diệt trừ thần hy chi tử, đó chính là 0%. Để cái châm dầu vào lửa nữa đi. Tốt nhất lời mà cô nói tiếp theo sẽ có ích. Ngoài ra, tôi còn có lòng tốt nhắc nhở cô, thân phận của cô là tội phạm. Tôi có quyền bắt giữ cô đấy. À để được canh hoa tiêu thư, tôi sẽ ngon ngọn phối hợp. Còn có, đừng có chỉ trích cấp dưới của tôi. Quán cái miệng thối của cô đi. Tôi là một nhà khoa học, vì vậy làm thí nghiệm đương nhiên phải cầm mẫu. Ngay cả khi cô bắt tôi thì tôi chỉ có bằng chứng này trước tòa. Và tôi không phải là gì làm giả nên không trong phạm vi quản lý của hiệp hội cô. Không có gì năng ư, cô. Tôi là một nhà khoa học, tự nhiên sẽ có một cách khoa học để chống lại cái gì làng giả. Khoa học chính là vô địch. Nếu như cô mang vũ khí sát thương vượt quá giới hạn tầm thường, thì cô sẽ thuộc quản lý kỳ bội. Tiêu Tỷ Tỷ à, con mắt nào của cô nhìn thấy tội giết người. Muốn nói về bằng chứng thì cũng được. Dù sao thì tôi không có gì để nói với cái loại người như cô. Nếu như cô còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ nắp mặt cô đấy. Ở đây nhân thật là đáng sợ. Nếu như cô và thần hy chi tử không cùng nhóm, vậy thì cô đến đây gặp chúng tôi làm gì? Tôi mới biết họ đã tiến bộ đến đâu rồi. Vì vậy cô sẽ không ngừng tinh luyện được thánh. Tôi là nhỏ khổ học đấy. Thí nghiệm đó là đêm một nửa, làm sao có thể dừng lại? Thật sự không có tinh thần khoa học. Chẳng lẽ cô không có ý thức về đúng sai của người sao? Tôi không quan tâm anh muốn đóng vai nhân vật chính nghĩa gì. Tôi chỉ muốn có được những gì tôi còn. Ngoài ra, chúng ta đều sống nhiều hơn mấy kiếp, đúng sai cái gì chứ? Anh không nghĩ rằng nó quá tự thải đối với chúng ta sao? Muốn chơi cái trò làm người là làm việc của anh, đừng có lôi tôi vào. Nhưng mà nếu không thì chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi còn có anh giúp. Điều kiện tối dịp thiền tầm không gì đối phó như vậy, bao gồm anh Hứa Tiêu Văn. Năng lực của ông ta rất đặc biệt, nhưng tôi có thể cho anh biết cách đánh bại ông ấy. Tôi biết anh không nghĩ gì, nhưng mà những gì tôi nói không phải là vô căn cứ. Muốn đánh thắng Tả Diệp Thiên Tầm, chỉ có sức mạnh là không đủ. Vì vậy, giao dịch công bằng, anh giúp tôi có được công thức luyện trên cơ thể người của họ. Tôi sẽ giúp các anh đánh bại Tả Diệp Thiên Tầm, dùng phương pháp của nhà khoa học. Ây da, thật là một tứ hợp viện khi phách. À quý cô cũng tới tìm thiên giả của chúng tôi sao? Lão tiên sinh, tôi biết đọc tâm thuật sao? À không có ít kinh nghiệm mà thôi. Có vẻ như có khá nhiều người đang tìm Hứa Tiêu Văn.
Thì giờ đang mở party ở phòng khách, con cũng tới tham gia. Bác nghĩ mà mở party á? Là một người phụ nữ nguy hiểm, có cần bán với Hứa Tiêu Vàng không nhỉ? Thôi quên đi, Tuy Hòa quan trọng hơn. Trong nhà nó nhiệt thì mới thú vị. Tiêu dạ, mau biết con xinh đẹp đang tìm ngài. Đây là... Lỗi tìm tôi à? Xin chào, tôi là Kỳ Bì Bê Ra, hội trưởng Hiệp hội Châu Phi. Đã nghe danh từ lâu. Tại sao là anh? Tại sao lại là tôi à? Anh là cái tên vô tâm. Lần này không với chị nữa. Anh yêu à, về nhà cùng em thôi, giống ý hệt bạn trai cũ của cô ấy. Anh yêu, về nhà với em đi. Cô, nhớ nhầm người rồi. Anh yêu. Hóa ra là như vậy, ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Dạ, quỳ tá bọn ta ra, tá ta ra, trở về vì em, không thì em sẽ giết hết bọn họ. Đệ tỷ à, cô làm rõ tình hình rồi đi, cô thực sự là nhấn nhầm người rồi. Hội trưởng kia bị ra, cô quên quy tắc của hiệp hội rồi sao? Tôi giết là cặn bã, cái cướp người đàn ông của tôi, đấy là việc riêng. Ít nhất thì quy tắc của tôi đi. Tôi thấy các người mới đúng là không hiểu quy tắc. Hội tưởng à, kia bị ra cô. Đủ rồi. Anh nhìn tôi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nhân lúc rối loạn để giết tôi sao? Tôi chỉ là tò mò sao cô. Ta không tấn công cô, hình như là tôi biết rồi. Anh biết cái gì? So với trưởng phòng và vườn tiểu thư bọn họ, cô kiếm xà. Anh đến em. Tôi chỉ là ngăn cản cô. Anh có ý kiến với tôi nên mới nói như thế có phải không? À, tôi ra khách quan để nhà. Khách quan y như là câu học của cô vậy. Đàn ông đúng là không phải thứ gì tốt. Nè nè nè, cô phải nghe người ta nói chứ. Tôi thực sự không phải là người cô quen biết. Hay là do bọn tôi nhìn giống nhau. Hơn nữa thì tôi chưa bao giờ đến Châu Phi. Thật sự? Tôi còn chưa đi ra ngoài thành phố này bao giờ. À, có tôi làm chứng, thiếu già còn không có tiền đó đi. Hãy cởi trói cho họ trước đi. Mau tá tôi ra. Xin lỗi. Hội trưởng đến tìm tôi sao? Là chuyện liên quan tới giáo chủ tà giáo. Cụ thể là hội trưởng Thiên Cờ bảo anh đã tiêu diệt được giáo chủ. Em rất tò mò về việc này nên mới đi tìm anh. Thật sự không phải anh ấy sao? Thế giới này thật sự có hai người giống hệt y nhau ư? Nè chút. Cô không phải là nhờ khoa học top 1 sao? Sợ cái gì? Chỉ là tôi không muốn rước rắc rối. Hội trưởng Kibibira, việc này là một nhiệm vụ được sắp xếp bởi bộ phận tình báo. Có chuyện gì thì cô nói với tôi là được. Với cô. Bây giờ là tôi. Nơi nhà tôi. Mình muốn cạo tróc đầu cô ta quá. À, bình tĩnh. Không biết lời trưởng Thiên Cờ có nói gì về anh về chuyện điểm tòa đặc biệt hay không. Người mà anh đánh bại hôm đó chính là điểm tòa đặc biệt đó. Điểm tòa đồ đặc biệt là sao đây? Xem ra anh cái gì cũng không biết. Cũng đúng, chuyện này rất ít người biết được. Nếu như muốn biết tình hình cụ thể của chuyện này, chỉ cần đồng ý với em một điều kiện là được. Muốn giao dịch rồi lấy tình báo sao? Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú. Đến đây, ở với tôi một chút. Không phải là trên rắc rối gì sao? Người phụ nữ khấu thị tâm phí. Làm gì? Đồng ý với cô ta. Xong việc tôi sẽ nói chi tiết cho anh sau. Đồng ý với cô ta trước đã. Chuyện này rất quan trọng đối với anh. Và tôi, anh và tôi có hiểu chưa? Cô và tôi à? Đếm tôi đồ đặc biệt. Anh nhất định sẽ hiểu.
Tôi đồng ý điều kiện của cô. Đi thôi, để em làm bạn gái của anh đi. Hả? Đi ra. Tại sao cảnh này có vẻ vàng thuộc cơ nhờ? Anh không muốn biết tình huống cụ thể gì sao? Hội trưởng, nếu đó là cơ mật trọng yếu nhất định thì cô phải tự giữ lấy đi. Nếu ngài đã là một hội trưởng hội y châu Phi, không có quyền can thiệp vào công việc của chúng tôi. Hai người đây là muốn đã làm cái gì? Muốn cướp một người đàn ông của tôi? Không có chuyện gì khác thì mời về cho. Người phụ nữ ngu ngốc này đâu chỉ chứa toàn là hóc môn thôi sao? Nhìn biểu hiện của Hứa Tiểu Vàng thì có lẽ nấy sẽ không giao dịch với cô ta nữa. Phiên tập đấy, mình nghĩ rằng đã có thể lấy thêm được manh mối. Cái gì? Các người chắc không phải là coi tôi là kỳ ngốc chứ? Điểm tôi đồ đặc biệt chính là ở trong nhà, cô muốn giấu giếm tôi. Chứ Phòng Lâm, cô không phải luôn muốn nhấn mạnh việc giữ các quy tắc về tôi sao? Tại sao không báo tòa đồ đặc biệt? Ai mới là người không tuân thủ quy tắc? Tôi... Hóa ra cô đã biết từ sớm rồi à? Nếu không tại sao em lại trực tiếp đến gặp anh? Hội trưởng, tòa đồ đặc biệt chính là ở trong nhà của Hứa Tiểu Vàng. Tòa đồ đặc biệt? Tá ta ra. Đặc biệt chỗ nào nhỉ? Chỉ là một người bình thường không có gì năng mà thôi. Nếu cô là tội đồ đặc biệt thì cô phải biết mình đặc biệt ở đâu chưa? Nếu không tại sao Hứa Tiêu Vàng lại đồng ý với điều kiện của tôi sau khi nói chuyện với cô? Quỷ mới biết được tội đồ đặc biệt là gì? Mau thả tôi ra. Thì ra lúc đầu tôi không nhắc ai trong số các người là tội đồ đặc biệt. Không ngờ các người lại tự chui đầu vào rọ. Cô diễn trò. Một nửa thôi. Công cụ hoàng khí bị hỏng rồi, bây giờ nó không dùng được nữa, thật là chướng mắt. Vì vậy hiệp hội không biết tụ đồ đặc biệt có ý nghĩa gì à? Biết một chút, chẳng hạn nó sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng mà với em, thì em chỉ thấy thú vị thôi. Nói sao đây, sự tò mò của con người thôi. Có trách người đàn ông của cô, ta bỏ đi, trong bụng chứa đầy tầm cờ, từ đầu đến cuối đều không có câu nào là thật. Chị, mọi người có nhớ mối liên hệ về sự khác biệt giữa thực tế và ảo ảnh mà chị để mọi người trải nghiệm không? Muốn thâm nhập sâu hơn không? Muốn. Mấu chốt là đừng để cho đối phương biết ý đồ của mình. Hãy để cho cô ta đi từng bước theo hiện thực của cô ta. Thật là ai cũng phiền ghê. Anh nói gì? Cô vừa nãy, cô đúng là thích tự làm theo ý của bản thân. Tôi không thể hết chịu được cái nhược điểm này của cô nên mới rời bỏ cô. Anh nói anh không phải anh ấy. Anh có cần phải để em đến mức này anh mới chịu nói thật cho em, có đúng không? Cô ta đang làm gì thế? Hội trưởng Kivira đang làm gì vậy? Chỉ cần anh trở về cùng em thì tôi đồ đặc biệt gì đó em cũng không quan tâm. Thật ra thì em đến thành phố này chỉ để vui thôi. Nếu như anh không rời xa em thì em sẽ không buồn chán chút nào. Em yêu. Anh đồng ý vì em. Tại sao? Anh yêu và anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đi. Em nhất định sẽ trở thành người vợ dễ thương nhất. Thì chúng ta trở về thôi. Hả? Đến sân bay, bây giờ tôi mới trở lại châu Phi. Cô à, hội trưởng, cô... Anh yêu, cái này chút, đời này chúng ta không rời xa nhau nữa. Cái cục nhà này, tôi cũng coi là bị dịp hiệp hội làm hỏng, thì có được bồi thường không ta? Hội trưởng đi là... Anh yêu à, sao anh cứng cáp quá vậy? Cứng cáp? Áo ảnh vừa rồi...
được thực hiện khi đối phương mất ý thức và thiếu đề phòng. Một khi đối phương nhận ra sự bất thường thì sức mạnh của ảo ảnh sẽ dần dần mất đi. Không ngờ mình bất tri bất giác lại rơi vào ảo ảnh được. Đúng là quá mất mặt. Mấy cái tên này cũng không tệ. Ở trường này chúng ta đến sân bay nữa không? Không, về khách sạn. Nếu như anh lan truyền những gì vừa xảy ra, anh biết hậu quả rồi đấy. Tôi là một người mù điếc, có chuẩn lập. Tốt nhất là nên như vậy. Hứa Tiêu Vàng, tốt lắm. Chúng ta gặp lại sau. Lôi kéo người khác vào anh quy thức thu về nội cảnh, tạo cảnh. Về bản chất ảo cảnh, thư hiện thực, thì chúng bắt đầu từ bên trong con người. Từ đó thay đổi cách nhìn của đối phương về thế giới. Nghĩ theo cách này thì bản chất của cả hai về cơ bản là giống nhau chị họ. Em hiểu như vậy có phải vấn đề gì không ạ? Tất nhiên không có vấn đề gì. Mà tộc yêu tinh chúng ta có khả năng thao túng ý thức. Chỉ cần là ý thức thì nó sẽ liên quan đến não. Biết được mối quan hệ này, em có thể tạo ảo ảnh rồi. DRS thì có vẻ như là cô bị hiệp hội nhìn trúng rồi. Vậy thì sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ ư? Sợ hay không thì không biết. Chỉ mong chúng ta hợp tác thuận lợi. Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm hiểu tọa độ đặc biệt mà họ đang nói đến. Điều này sẽ rất quan trọng đối với cô và tôi nhỉ? Hợp tác vui vẻ. Tôi chỉ là không thích bị hiếp thôi. Anh đừng có hiểu nghĩ nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ấy sẽ tạm thời gia nhập về đội ngũ của chúng ta. Mọi người sống hòa thuận với nhau. Mặc dù bằng chứng đã bị tiêu hủy, nhưng mà đồng tình lớn như vậy, có một số người chỉ cảnh giác. Náo nhiệt tới lông trời lở đất luôn. Ngay cả khi họ nghĩ đến việc luyện hóa trên cơ thể người, cũng không thể tìm thấy bằng chứng. Hiệp hội sẽ không hết cách với chúng ta trong chuyện này. Khi anh đồ ăn, thì có thể để ý một chút không? Đừng có vang dầu mỡ ra thì. Làm sao nghĩ cả cô cũng coi thường tôi? Trước đây, Vũ Nhất Hàm tôi không coi thường cô. Cô có muốn kết cục như cô ta không? Giờ hôm tấn công nhà họ Vương, nếu như anh Vũ Nhất Hàm không có nhà, thì anh nghĩ rằng sẽ thành công được như vậy sao? Cô nói cái gì? Hai người các người không thể hòa thuận với nhau được sao? Bao nghiệp người cũng độc miệng quá. Thủ hạ biết sai. Đáng đời. Người cũng nên chú ý hình tượng của mình khi ăn. Dù sao thì chúng ta được cũng được coi là một tổ chức có máu mặt. Vẫn nên là để ý chút. Hãy nhìn những con cá trong ao này đi. Trên đến tại sao người chết để dân lấy thức ăn. Không biết bụng mình lớn chừng nào. Có ăn hết thì chỉ có thể hết bị nhồi chết. Chúng ta không thể giống như những con cá này, không có não. Xin nghe chỉ bảo. Mà này, thiên tập này. Đại là tại sao chúng ta lại để cho nhà họ Vương sống sót? Nếu như lúc đó giết chết hết bọn họ, chẳng phải là giải quyết xong xuôi sao? Nhà họ Vương là gia tộc mà hiệp hội đang cố gắng lôi kéo. Làm quá thì cũng không tốt, giữ mạng lại cho bọn họ nửa cái mạng. Một là nhắc nhở Vương Nhất Hàm rằng nhờ họ Vương nằm ở dưới sự kiểm soát của chúng ta. Hai, làm giảm vận khí của họ sẽ không tạo ra được sóng gió gì. Đúng rồi, ta muốn biết vài chuyện về người thanh niên tên là Hứa Dần đó. Các người mau đi tra xem. Thiên tầm đại nhân liên nói gì với Bạo Thực và Bạo Nguyệt vậy? Tại sao lại không nói với mình? Ôi, mình đã nghĩ cái gì vậy nè? Mình cũng chẳng phải là gì của Thiên Tầm đại nhân. Người ta vì gì phải nói với mình chứ? Mình đúng là tự đa tình. Mary, người tốn sâu hàng đá làm cái gì thế? Mau đến đi. Làm sao đây, ngại quá, bị Thiên Tầm đại nhân nhìn thấy rồi. Thiên Tầm đại nhân. Tôi tới đây. Bây giờ Mary của chúng ta bị xăm sao vậy? Hình như tâm trạng không được tốt lắm. Thiên Tầm đại nhân muốn hỏi mọi người đang làm gì, nhưng sợ nói như mình hỏi xong Thiên Tầm đại nhân sẽ thấy phiền.
Nếu như ông ấy muốn nói với mình thì nhất định sẽ bảo cô ấy là vì người đàn ông khác đã. À không phải, tôi mới không có. Thiên tập này nhưng à, ông đừng có nghe bạo nghiện rồi lâu. Tên đàn ông tôi đó đã có vợ còn đúng là trà nam. Nói như đường lúc đó không phải là cô không ngăn cản ta thì ta đã đánh nát thấy hắn rồi. À không có, người nuôi lắm mà. Thiên tập này nhận không phải đâu. Marie là sự thật sao? Ôi đứa trẻ đáng thương, ra đây ông cái nào. Thiên tập đại nhân, tên đàn ông đó đúng là đang chết mà. À, thiên tập đại nhân, Mary đã nghiền rủa anh ta, lời nghiền sắp có hiệu lực rồi. Làm tục lắm, dám yêu dám hận thì mới là bé ngon của ta. Mary, cô thấy ta thế nào? Một thanh niên độc thân tốt, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy. Đến với nhau không phải là rất tốt hay sao? Ta chỉ thường không coi thường cù. Tôi không thích heo mập. Ủa nói ai là heo mập? Marie đang thương tâm. Người nên khoan dung chút đi. Thiên tật về nhận ạ. À, mọi người. Mình thực sự rất muốn biết. Có nên hỏi bọn họ đang làm gì không? Có nên không? Maria, có phải là muốn hỏi chúng ta đang làm gì không? Chúng ta đang nói về một người đàn ông. Người đàn ông? Ừ. Người hứng thú đúng không? Hứa phụ. Người đàn ông hứa tiểu văn. Người đàn ông thế nào? Tại sao lại thiên tạo đại nhân lại quan tâm tới anh ta như vậy? Ra rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Anh ta hình như sắp tới đây rồi. À vị tiểu thư này, cô đang để tôi à? À không phải, ý của tôi là cô là khách trước kia của tôi sao? Tôi không. Làm sao đây, làm sao đây? Hồi hộp quá đi. Bộ dáng của mình khi nhìn thấy trộm thì người ta thế này chắc là biết tay làm đây. Anh ấy có nghĩ mình kỳ lạ không? Tôi không thấy kỳ lạ. Anh không thấy tôi kỳ lạ sao? Ừ. Có tin tôi có chuyện gì không? Anh là người đàn ông đầu tiên nói tôi không kỳ lạ đấy. Ở vậy sao? Cũng đáng yêu ghê. À thật sao? Tôi rất đáng yêu sao? Hả? À đáng yêu. Đây lại là chuyện gì đây? Thật sự rất tò mò. Người đàn ông là thiên tài đại nhân đã nói sẽ là một người đàn ông tốt chưa? Lời Tiểu Vàng giải thích với mọi người những gì đã xảy ra về vụ trước. À mà chuyện là như vậy. Dù sao thì vị tiểu thư tên là Mary này có vẻ là kiểu người mà không nghe mọi người nói. Chà, quay quay quay, con trai chúng ta đúng là đến cao mà. Ông rất hâm mộ sao? À xin lỗi, tôi mượn anh ấy một lúc. Đi ra đây với tôi. Người phụ nữ tự cho mình là đúng, đáng ghét. À dạ, tại sao mình lại nói bạn của Tiểu Văn như vậy? Tiểu Văn có bạn gái mới, chắc hẳn là phải cỡ với bạn bè rồi. À đúng vậy, đúng, đúng là như vậy. Ừ, làm gì? Anh biết cô ta lại mà đưa về nhà rồi. Những hành động tiếp theo chúng ta phải đảm bảo mật độ cao đấy. Biết, cô ta hoàn toàn không phải là người giấu được chuyện gì. Trong lòng có rất nhiều chuyện, bao gồm bản thân là một trong thất tông tội của thần hy chi tử. Tôi cũng đã biết rồi. Ừ? Thần hy chi tử, không nghe nhầm chưa? Không thể nào nghe nhầm được đâu. Tuy nội tâm của cô ta đúng là rất phong phú, nhưng ngoài danh tính của cô ta ra thì cô ta giữ kín những bí mật và nội bộ khác của Tần Hy Di Tử. Hình như là fan cuồng của Thiên Tầm. Anh nghe thấy dị năng của cô ta là gì không? À cái này thì không. Nội tâm của cô ta rất phong phú, nó mãi không dứt. Nguyền rủa. Mà nói nguyền rủa người phụ nữ đến chết này. Không, làm sao mình có thể làm việc này chứ? Cô ấy chỉ là bạn của Tiêu Văn thôi. Nguyên rủa bạn của Tiêu Văn thì Tiêu Văn sẽ tức giận có phải không? Nguyên rủa bạn của Tiêu Văn, à, Tiêu Văn sẽ tức giận có phải không? Cô gái này ghen tuông, ui thật là đáng sợ. Trước tiên cứ thế đi, bất cứ thế nào thì trước tiên chúng ta phải tìm ra được ý định và dị năng của cô ta. Tiểu thư Marie, bữa trưa muốn ăn gì? Anh đã nghĩ đến tâm trạng của tôi thì mới cố ý hỏi tôi muốn ăn gì có phải không? Là như vậy sao? Là như vậy sao? Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi muốn ăn búp phở hải sản. À, cái đó đắt quá.
À quên đi, chỉ còn bên cạnh anh cái gì ăn cũng được. Mì miều cái kia đi thừa Marie, lớn như vậy có được gì không? Nhất khả tên thời nhìn chút gì. Cô ta là thành viên của thần Hy Chi Tử. Thần Hy Chi Tử chủ động dần tới cửa. Đúng là ngại sống là quá rồi. Đúng rồi, chị gái với chị em họ đâu? Trường lão của gia tộc từ cái nơi khác đã trở lại. Chị họ đi cùng với chị gái tiếp nhận xét xử. Đừng quá lo lắng, dù sao thì cũng có chị họ em bên cạnh. Chị họ em giúp không người thân. Em nghĩ là tình hiện tại của chị gái đang rất khó khăn. Đây là trách nhiệm mà chị gái em phải đảm nhận. Khi đó cô ấy gia nhập vào thần y chi tử chỉ vì sợ hãi, thì bây giờ đâu phải là cô ấy phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vương gia đại trạch, Vương Nhất Hàm. Cổ, ta đã sớm phản đối giao nhà họ Vương gia cô. Một cô gái nhỏ thì có thể quản tộc kiểu gì? Cô xem đi, có biết nhà họ Vương thành bộ dạng gì đây? Xin lỗi con sẽ không ngụy biện làm gì cho bản thân, là lỗi của con. Địa tiết tộc trưởng này nên nhường lại cho người có năng lực hơn đảm nhận. Tùy ý mọi người xử lý. Nhưng vị trí tộc trưởng vẫn là nên xem xét lại. Đúng lúc Nhất Như cũng đã trở lại. Tạm thời để Nhất Như làm tộc trưởng đi. Nhất Hàm, con đi học hỏi chị họ của con nhé. Một thời gian nữa thì con phải trở lại khu hành chính đặc biệt. Sợ là không đảm nhận được. Để con làm đi, đừng có nhiều lời. Nghe rõ đây, khôi phục đại trạch càng sớm càng tốt, ổn định nhân tâm. Chị họ, chị mau đồng ý đi. Em thiệt là, xin chị đó, con tiếp tục nữa thì hôm nay em sẽ không ngủ được. Trước khi về khu hành chính đặc biệt thì con sẽ làm tộc trưởng trước. Cảm ơn sự tín nhiệm của các vị trưởng lão. Ôi, bà lão, bà. Hứa Tiêu Văn tò mò về thiên tầm thồng mô tả bởi DVS, nên muốn lấy thừa manh mối từ Mary. Trên đường đến nhà hàng, mặc dù đã nghe thấy rất nhiều nội tâm về Mary, nhưng mà cô ấy nhất định không chạm đụng đến chủ đề liên quan đến thiên tầm. Rõ ràng đã là lảng tránh chủ đề. À, ăn cái này đi. Tiêu Dận, anh thật tốt. Anh ấy gấp đồ ăn cho mình. Đây là thể hiện tình yêu nồng nàn gì? Mình thực sự rất hạnh phúc và đầy cảm giác của tình yêu đích thực. Ôi, ngại ngùng quá đi. Vì vậy Hứa Tiêu Vàng quyết định thăm dò trước, thuận thế mà làm. Vậy sao? Tạm thời điểm này thì mình thật sự là ước mình không biết đọc tâm thuật. Tên của con em đã nghĩ xong luôn rồi. Anh tên là Hứa Tiêu Vàng thì tên cuối cùng chúng ta sẽ là Hứa Đại Võ. Tên Tiếu với Đại, Vân với Võ, Quỳ có phải là rất ý thơ không? Có phải nhanh quá rồi không? Không nhìn nhà, chúng ta đã quen nhau được 8 tiếng rồi đó, trong 8 tiếng luôn. Hứa Đại Võ là đứa con đầu lòng của chúng ta, biệt danh là thằng bé sẽ là Võ Đại Lang. Thằng bé chắc chắn sẽ rất cao và đẹp trai, cực kỳ mạnh mẽ ý dũ, phải không? Ôi, liệu sau này thằng bé lấy vợ tên người vợ sẽ là Phan Kim Liên cái đúng không ta? Thế giới nội tâm của cô gái này thật là làm ăn gì với trời? Mary, cô là gì năng giả sao? Đúng vậy, em là dị năng giả cấp 6 đó. Còn Tiếu Văn thì sao? Ý da, em không có ý nghe ngóng bí mật của anh. Chỉ là đúng lúc anh hỏi em. Dị năng giả level 6 à? Rất lợi hại đó nha. Anh mới level 4 thôi. Trong hiệp hội thì anh chẳng khác gì một nhân viên thất nghiệp. Nếu một người đang tin tưởng mình, thì bước đầu tiên là vô tình bày tỏ sự ghen tị và tự ti để đối phương đồng cảm với mình. Em không có ý khoe khoang đâu. Em chỉ muốn thành thạo với anh nhất có thể. Level 4 thì không có đất dụng võ trong hiệp hội. Nhưng mà thần hy chi tử không có trọng những thứ này. Cô không cần phải an ủi tôi. Người như tôi đến thần hy chi tử thì làm được cái gì? Bước thai chính là ngầm thể hiện sự bất lực của bản thân trong việc lựa chọn thân phận và địa vị, nhân cơ hội mồi thơm thông tin từ đối phương. Nói cách khác, thì mình có cần phải nổi bóng gió như vậy không ta? Có phải nên xin lỗi thiết lập của mình? Mặc dù em là đố kỵ có thực lực mạnh nhất trong thất tông tội, nhưng mà em chỉ là người đứng thứ hai. Mình nhà đứng đầu là một người bình thường không có gì năng. Thiên tập đại nhân rất coi trọng anh. Chỉ còn anh gia nhập thần y di tử thì anh chắc chắn sẽ không bị đối xử tệ.
Maria, tôi thực sự tò mò tại sao cô lại chọn tôi. Bởi cuối là hội mục đích. Anh hỏi cái này làm gì? Bởi vì tôi hơi bối rối. Tôi không chắc liệu cô có trêu chọc được tôi hay không. Nên một khi chạm tới trọng tâm thì liền im lặng. Xem ra đâu cũng không phải là hoàn toàn chỉ chú yêu đương. Thì ra là thế, chẳng có mục đích gì cả. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tại hứa phủ. Hôm nay cảm ơn chị họ nhiều. Nếu như không, còn không biết là sẽ bị mấy cái lão vua bà đó hết làm nhục thế nào nữa. Sau này đừng có làm điều ngu ngốc nữa. Cái vị trưởng lão cũng là muốn tốt cho em. Chị họ, chị. Trong khi các chị đi vắng thì một cô gái từ tận Huy chị tử đã đưa đi. Không nói vậy không chính xác, là đi ra ngoài với Tiểu Văn rồi. Cái gì? Đó là một cô gái với mái tóc đen, với vẻ ngoài ảm đạm. Em có ấn tượng gì không? Màu đen dài ảm đạm, có phải cô ấy có chút thần kinh? Nội tâm và phong phú thì có thể coi là bị thần kinh không? Cô ấy là Marie. Đúng. Tiểu Văn bị rắc rối rồi. Cô ta là thành viên của thất tông tụi, không thành vấn đề để đối phó với Tiểu Văn có phải không? Hơn nữa dị năng của cô ta khá đặc biệt. Nói thế nào thì chỉ đã nghe nói về ngôn linh chưa? Đối với cô ta, Ninh Quỷ đó là nguyền rủa. Tất cả những người đàn ông bị cô ta nghi hận đều không có kết cục tốt. Tôi sắp kết hôn rồi. Thiên tập định nhận. Thân yêu của em cũng sẽ yêu thương anh như con của mình vậy. Hả? Vậy gì sao? Cô ta thật sự muốn có mình sao? Ôi, không phải là trò đùa đi chứ. Mình luôn cảm thấy không thể khống chế đánh vào mồm cô ta. Bình tĩnh tị của mình. Em không thể chờ đợi được đến ngày đó. Tiêu dần. Cô ta chỉ không phải là muốn mình hôn cô ta đi chứ. Có chuyện gì với người phụ nữ vậy thì vậy? Anh không thích em sao? Tôi. Vấn đề không phải là tôi không có thích hay không. Không vì anh nói em đáng yêu, còn gấp thức ăn cho em sao? Chẳng lẽ anh giống với mấy cái tên đàn ông đó, có được em rồi liền chẳng ghét em ư? Ai cũng không phải là chẳng ghét. Mày ơi, mình sợ không khống chế được mà ham muốn đánh người rồi. Nếu như mà anh từ chối em sẽ nguyền rủa anh. Người đàn ông bị Mary nguyền rủa đâu có kết cục rất thảm. Tương ứng là cô ấy cũng sẽ phải chịu phản ứng dữ dội tương tự như lời nguyền. Chỉ là phản ứng dữ dội sẽ dừng lại sau một thời gian. Mary nhạy cảm với ghen tuông. Em hy vọng Tiêu Dần sẽ không chọc tới cô ấy. 20 năm trước, vì ở trong 3 ngày kể chuyện mà hai lần dọa các bạn ở trường, thì trải qua nhiều lần kiện trường, bố mẹ cậu ta hoàn toàn từ bỏ ý định cho cậu ta đi học. Con trai bình thường thì con không muốn thú đến bất kỳ cái điều gì. Tại sao cứ phải thích cái thể loại đó? Thế này thì về sau con sẽ rất khó tìm bạn gái đấy. Đều tại anh mắc gì tự dần mua cái lộ địa đó chứ. Em có bao giờ nghĩ rằng ngày nào đó con trai của chúng ta sẽ trở thành một bậc thầy kinh dị như là Hitchcock? Ai không? Đừng có lo lắng về điều đó. Đúng vậy. Rốt cuộc thì làm gì có đứa trẻ bình thường nào lại mà phim kinh dị tới như thế? Sai, tôi chỉ thích xem bộ phim đó thôi. Kiều cho rằng bộ không khí khủng bố có lợi ở trong việc giảm bớt và giải phóng áp lực bị chôn vùi ở trong tiềm thức. Nó giúp tôi thoát khỏi sự lo lắng về sự tử vong của Bút. Mà đối với tôi chỉ có một lý do để xem phim kinh dị. Tiêu Trình. Tôi thích nghe Tiếu Trinh nghiền rủa người khác bằng giọng điệu âm u. Đó là một câu thần chú mà tôi không thể cưỡng lại. Tao muốn nghiền rủa người. 7 ngày sau người sẽ bị nghẹt thở mà chết. Hồi bữa cuối cùng đã sắp tới rồi. Để tránh gây ra bóng ma tuổi thơ cho trẻ em, nhiều lời thoại và hình ảnh đã được làm mờ. Tao nghiền rủa người 7 ngày sau người sẽ bị sự ngọt ngào của ta đánh trúng. Mặc dù nhiều người có thể chấp nhận Tiêu Trình rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy dường như còn thiếu cái gì đó. Nếu như Tiêu Trình ở thế giới này, tôi sẵn sàng chết thì đây chính là cái chết duy nhất tôi có thể chấp nhận. Năng lực của cô là nguyền rủa. Tại sao nãy là phản ứng như vậy? Cô đã nghĩ ra nguyền rủa tôi như thế nào chưa? Ấy ấy ấy, anh ta dường như đang mong được nguyền rủa. Đúng vậy, đúng vậy. Cô có thể ăn mặc như Tiểu Trình không?
Sau đó thì bò ra khỏi tivi và nói với tôi: "Tôi muốn nguyền rủa, người sẽ bị ngạt thở bởi xít." Chớ trên lại, đó lại thế, nghe tôi bởi xít là sao? Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy? Mình là gì đang giải lý về sau đó, nghĩ rằng mình đang đùa sao? Đó là Tiểu Trình từ ở trong gọi điện thoại cho bạn vào lúc nửa đêm, nữ thần thị thơ ốc của tôi. Thực ra thì tôi rất sợ chết, nhưng mà nếu như tôi có thể chết bởi trong tay của Tiểu Trình thì tôi có thể chấp nhận. Cô là dị năng giả lời nguyền liền và xấu thì nhất định có thể nói lời hoàn hảo cái cầu nội đó. Hóa ra anh có sở thích này à? Người này không bình thường, tuyệt đối không bình thường, à đúng chứ? Tôi còn có việc. Cô không phải là muốn kết hôn với tôi sao? Tôi chỉ cưới cô ngay lập tức nếu như cô nguyền rủa tôi bị nghe tới bớt xét. Kết hôn? Kết hôn cái gì? Chúng ta không phù hợp. Chẳng phải cô còn nghĩ ra cả tình của hai đứa con của mình sao? Tôi cho rằng cô thật lòng với tôi. Chẳng lẽ cô đang lừa tôi sao? Thì bạn tôi là thành viên của thần y chi tử, mà anh là người ghi vội. Chúng ta không cùng một thế giới, chúng ta không phù hợp. Chỉ còn cô nghĩ ý nguyện rủa tôi thì tôi sẽ gia nhập thần y chi tử. Hả? What? Đừng, thần y chi tử là phải phản diện, không thích hợp để gia nhập. Tôi thực sự có việc rồi, tạm biệt. Mình chỉ muốn nhớ lại cái cảm giác năm đó thôi mà. Thì là nhàm chán. Tôi cũng không ngồi dưới điều hòa, sao cảm thấy lạnh thế này ta? Chắc không phải là gặp ma đi chứ. Sắp tới rồi. Lợi dụng nhóm trùm đầu để quay quét cu cải. Không ngờ lại xây dựng phòng thí nghiệm ở một nơi như thế này. Vì nơi này giống với nơi mà tôi từng sinh ra. Nhà khoa học hàng đầu treo ra khỏi khu ổ chuột, ít nhất thì đó cũng là một chủ đề nóng. Nếu như trong các bài báo và truyền trình và trên mạng. Như khi đâu rồi, đối với chúng ta thì sinh ra đâu cũng không quan trọng. Một nổi bật thì thật sự rất dễ dàng. Chính là dơ dàng chết. Đến rồi. Vì vậy kiếp này tôi phải sống thật tốt. Lúc vào nhớ đóng cửa. Đúng là khẩu vị nặng. Đúng là dám nhảy vào đây, không sợ tới dân bậy sầu. Có thật là bẫy cũng không sao. Cái bẫy do nhà khoa học số một thế giới đặt ra hẳn sẽ rất thú vị. Có bảo tôi đến phòng thí nghiệm làm gì? Trước đó thì không phải là kiếp bị ra đã gọi tôi là một tòa đồ đặc biệt hay sao? Anh và tôi cùng là một loài người. Tôi muốn nghiên cứu một chút, có phải là có nơi nào đặc biệt không? Tại sao tôi lại không hiển thị trong danh sách tôi đồ đặc biệt của cô ta? Cô ta không phải đã nói rằng những tôi đồ này ngẫu nhiên xuất hiện, không có quy luật gì sao? Mặc dù tôi không nhắc, chắc là ý nghĩa của tôi đồ đặc biệt sẽ giống như tôi nghĩ. Nhưng mà nếu như tôi đã xuất hiện như một ví dụ đặc biệt, thì nhất định có ý nghĩa gì đó. Tôi, hôm KPI tấn công tôi, thì tôi ra quyết cụ ta. Khoa học là lực lượng sản xuất hàng đầu. Thông qua dữ liệu sinh học cá nhân của cụ ta, thì tôi có thể xác định vị trí của cụ ta bất cứ lúc nào, đồng thời có thể đột nhập vào tổng giám sát. Tất nhiên, nếu như cụ ta ở vị trí giám sát và mạng không tồn tại, thì tôi không thể làm gì được. Vì vậy cô cũng ra quyết tôi rồi. Đương nhiên rồi. Thật nhìn thì không có gì đặc biệt so với người bình thường. Anh có nhìn ra gì không? Đây là chỉ số gì? Quả nhiên anh có thể nhìn ra trọng điểm. Con số này đại diện cho số tế bào chết mỗi phút của chúng ta. 116.